Số phụ kiện sân bẫy ong, em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác cái mẫu bẫy, mẫu quần áo bắt ong mà các bác trong cái năm vừa rồi các bác tìm hiểu mua rất là nhiều và hiệu ứng cái bộ này rất là tốt. Nó giá thành rẻ, đầu tiên là giá thành rẻ và cái chất liệu của nó rất là dai, bền, hợp lý. Chẳng hạn như các bác cái bộ quần áo vải bạt tàu này, các bác mặc điều đầu tiên là cảm thấy nó sẽ rất là nhẹ này. Đi lại nó thoải mái này, các bác trèo cây đi lại thoải mái. Và chất liệu vải thì rất là dai, các bác có thể bắt tất cả các loại ong nhé. Tất cả các loại ong đều được, ong đất, ong bồ vẽ. Các bác đánh trên trèo cây trên cao hoặc là các bác bắt ong ở dưới đất đều được nhé. Chất liệu của vải thì là nó là vải bạt tàu, rất là dai. Các bác đánh có vài vụ, 3, 4, 5 vụ, năm ba bốn năm năm cũng đều không bị lo hỏng này, không bị nhầu này như cái vải bạt Việt Nam đâu ạ. Cái vải bạt tàu này rất là dai và nó nhẹ đó các bác, các bác đi lại thoải mái. Đầu tiên là em quay đến vùng mặt này, vùng mặt thì là nó là tấm kính meca trong rất là rộng để cho các bác nhìn cái chiều nhìn được quan sát nó được xa hơn. Và nó an toàn, nó không bị lo bị ong đái vào mặt. Và cái phần lấy hơi thì bên em làm dưới cằm này nhá. Dưới cằm này rất là kín, các bác không lo bị ong chích hay là ong đái. Vì là bên em thiết kế cái dưới này là dưới cằm khuất rồi. Và cách biệt là một cái chảo chừng, chảo thừng này để nó an toàn khi không sợ ong nó bấu vào nó chích. Và cũng là cách biệt là cái thép rất là kín, không lo ong chích đâu ạ. Đấy về phần mặt, phần mặt này thì các bác muốn thay thế hay may cái mặt lạ chống độc thì bên em cũng thay thế cho các bác nhé. Bên hai bên tai và bên đằng sau gáy cũng có ô thoáng này để các bác lắp quạt này. Đằng sau lưng cũng có hai ô thoáng để các bác lắp quạt nhé. Bên em thiết kế cái túi đằng trước và đằng bên trong để cho các bác có thể đựng dụng cụ để các bác bật lửa các thứ thì các bác để được bên trong. Đây, em quan sát cho các bác về nó tráng lớp nhựa bóng để rất là an toàn. Đấy, bên trong cũng có túi đựng quạt này, có túi đựng quạt cho các bác nhé. Có túi đựng quạt này. Em lấy một tay đâm ra nó hơi khó một tí, may rất là kỹ cho các bác, đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn nha. Găng tay rất là dày dặn này, không lo bị ong chích này. Đây bên trong là cái túi để cho các bác đựng quạt này. Đấy. Và hai bên hai quạt hai bên cho các bác hai cái lỗ thoáng này để các bác lắp quạt đều được nhé. Đấy là phần bên trong của cái bộ quần áo vải bạt. Bộ quần áo vải bạt này bên em may theo kích thước cho các bác này, liền ủng chân, ủng tay nhá các bác nhá. Bộ này thì các bác đi bắt ong rất là thoải mái. Có giá thành có hơn 500 nghìn thôi, 550, 550 nghìn bao ship phí vận chuyển các bác nhé. Bao phí ship vận chuyển và bên em cũng bán kèm theo phụ kiện là guốc, guốc trèo cây và đai an toàn. Các bác muốn trèo cây thì các bác cần phải có guốc này, đeo guốc và dây đai an toàn để cho nó các bác bắt ong cho an toàn. Dây đai thì bên em có đai nhỏ, đai to. Và guốc thì guốc có guốc thép. Guốc đây là guốc thép này, guốc inox. Bên em đều hàn chuẩn chỉ các mỗi hàn liền như này rồi cho các bác nhé. Các bác đảm bảo cho các bác trèo cây nó sẽ không rất là an toàn, không bị gãy cái mối hàn đâu, thì bên em là hàn đúc rồi, nguyên khối rồi. Các bác muốn mua sản phẩm nào thì cứ follow kênh, đăng ký kênh cho em và gọi điện ở số điện thoại, em sẽ tư vấn và báo giá. Số điện thoại có Zalo nhé, mà em có tư vấn cụ thể cho các bác nếu các bác cần tư vấn qua Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.